Xin chào tất cả mọi người cùng đến với chương trình Ai là đồ tôi. Xin chào mọi người. Và một tuần nữa đã qua đi thì như mọi người đã thấy thì ngày hôm nay chúng ta lại có mặt ở đây. Và có một cô gái ở đây là tuần trước là mình thấy là cũng rơi vào một hoàn cảnh rất là éo le, tại vì là cùng team với cả Fanny nhưng mà cuối cùng lại bị Fanny lại bị Fanny và Gia Long chơi cho một vố, đó chính là Hanny kìa. Đấy là chọn con tim hay là nghe lý trí đúng không? Nhưng mà mặc dù là hơi cay nhưng mà thôi không sao, hôm nay em sẽ cố gắng phục thù. Nhưng mà hôm nay cảm thấy có cái gì đó thiếu thiếu nhỉ Hanny nhỉ? Có cái gì đó thiếu thiếu mà không biết là cái gì luôn ấy, mọi người có thấy thiếu không? Có, em thấy rất thiếu luôn. Em thấy rất thiếu. Thiếu một bờ vai. Thiếu thiếu vậy chơi cho nó thoải mái anh ạ. Thiếu chị Trinh. Ý anh là thiếu chị Trinh mọi người ạ, thiếu chị Trinh nhá mọi người. Mọi người làm sao vậy? Hôm nay không có anh Minh Tý đây là cho nên là không ai bảo vệ được Hanny cả. Trời ơi. Khó thế nhở, kiểu không ai chết mới là khó này, cái kịch bản này quen mọi người ạ. Cái kịch bản này là khi mà Minh Hưng với lại Phú Thịnh rồi làm đồ tồi rồi hay xài. Gia Long tâm lý quá ta, lúc nào thấy cũng thấy Gia Long tâm lý ta. Nãy giờ mình không nghe đâu nói câu nào á kìa. Trời ơi, nãy từ đầu đến giờ thực sự luôn đấy. Anh Phú Thịnh ấy, anh mới là người đáng nghi nhất đó anh Phú Thịnh ạ. Riêng bánh này em tin anh Phú Thịnh. Bây giờ ôi mọi người nhớ không là Gia Long nó mà nói mà ván này em tin anh là khi rằng lần sau nó sẽ giết như ván trước ấy. Tôi tin rất mãnh liệt. Đó là Gia Long chính là đồ tồi. Ở trong đây ai dám đứng ra đảm bảo được là việc nếu như dán sau không có người này người kia chết. Em dám khẳng định được điều đó. Còn nếu như mà mọi người giết em là coi như là dân làng dẹp. Em nói thiệt dân làng chắc chắn dán thì thua luôn. Em khẳng định điều đó 100%. Lần trước Gia Long cũng y chang như vậy luôn. Và cuối cùng Hanny là người tổn thương nhiều nhất. Hay là anh Thịnh là sướng tồi ta. Yên tâm đi, em sẽ vote anh Thịnh cho anh Đông ạ. Bạn Đông ơi yên tâm, tôi sẽ vote Hưng. Nhìn Hưng là chắc chắn không phải tiên tri rồi. Bạn phải tin tôi. Anh chắc chắn là Thịnh rồi. Chắc chắn là anh Thịnh. Không có gì là không thể. Nơi nào có em sẽ là nhà, chẳng cần kiếm chi ở đâu xa, đã ở đây trước mắt anh đây là cả thế gian, vũ trụ hoàn mỹ.